Rồi, bây giờ mình chỉ cần cắm một cây đuốc ở đây và qua vị trí này thêm một cây đuốc nữa thôi. Ok, vậy là mình đã hoàn toàn thành công rồi đó. Ngày hôm nay đó nha, là mình đã xong công việc của mình rồi. Không biết đó hả, là mọi người có để ý được không nhỉ? Đúng rồi đó, ngày hôm nay á là mình đi ra phía sau ngôi vườn trong ngôi làng Minecraft, ở trong ngôi nhà Minecraft của mình nè, để mình trang trí thêm những cây đuốc như thế này đây. Và những cây đuốc này đó hả, có tác dụng đó là sẽ thắp sáng cho cái khu vườn đằng sau ngôi nhà của mình trở nên lộng lẫy và đẹp đẽ hơn, cũng như đó hả là sáng rực hơn. Và điều đặc biệt quan trọng nhất đó chính là tránh cái việc những con như là zombie, creeper, skeleton sẽ xuất hiện quanh ngôi nhà của mình rồi tấn công mình á. Mấy lần trước đó nha, thì đằng sau cái khu vườn của mình đó hả, nó cực kỳ tối luôn. Nên là ngày hôm nay mình quyết định đó nha, là sẽ trang trí cái vườn của mình bằng những cây đuốc như thế này. Và bây giờ chắc chắn đó hả, là ngôi nhà của mình, khu vườn của mình đã trở nên an toàn hơn bao giờ hết rồi. Và bây giờ thì mặt trời cũng đang dần dần lặn xuống, chắc là mình phải nên mau chóng lên giường và đi ngủ thôi, để mà có thể tiếp tục công việc mới vào sáng ngày mai. Ngày mai đó nha, sẽ lại là một ngày dài cho mà xem. Rồi lúc đó đó hả, kiểu gì đó nha, là mình cũng sẽ thành công trong những công việc tiếp theo. Bởi vì hiện tại đó, mình đang có một nguồn năng lượng cực kỳ tốt luôn. Rồi, ngủ thôi nào, let's go. Ôi trời đất ơi, cái gì thế này? Bực mình tiệt sự luôn. Mình chỉ vừa mới nằm lên giường mình ngủ một cái đó nha, thì mình nghe tiếng gõ cửa cộc 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 cộc. Nghe tiếng gõ cửa đánh vô nhà cái nhà mình đó hả, quá trời luôn á. Có chuyện gì vậy nhỉ? Ai lại gõ cửa nhà mình vào lúc này ta? Thôi được rồi, để mình thử xuống dưới nhà mình coi thử xem coi. Và ai vậy? Hả? Một ông dân làng. Nè, ông dân làng ơi, có chuyện gì thế? Tại sao bây giờ đó nha, trời đã gần tối rồi, ông không chịu lên giường ông đi ngủ đi, mà ông lại tới nhà của tôi, rồi ông mới hả đập cửa đùng 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 đùng, ông gõ cửa liên tục vậy ông dân làng? Tại sao vậy hả ông dân làng ơi? Dân làng, nè nè KSD, làng chúng ta thành công rồi. Hả? Làng chúng ta thành công rồi à? Nhưng mà thành công cái gì mới được cơ chứ? Chúng ta đã đào được xuyên qua cả đá nền để khám phá hư không. Tuyệt lắm đó KSD à. Hả? Ông nói cái gì? Các ông dân làng đã tìm ra cách đào xuyên qua cả đá nền để mà có thể thám hiểm được hư không hả? Thám hiểm được The Void hả? Thiệt luôn á nha, mấy ông nói gì tôi không tin luôn á. Đó giờ đó hả, đá nền chính là một trong những loại đá cứng nhất trong thế giới Minecraft, gần như đó hả là không thể tài nào phá hủy được. Vậy mà các ông dân làng có thể sao? Tôi không tin lắm đâu. Đâu, ông dân làng ông chỉ tôi coi, cái chỗ đó hả mà mấy ông đã đào một cái hố xuyên được cả đá nền nằm ở đâu, để tôi đó hả đi tham khảo thử coi. Chứ tôi hả là tôi chưa hoàn toàn tin đâu. Nếu cậu muốn xem tận mắt thì hãy xuống dưới cái hang gần nhà thờ cũ mà xem nhé. Tôi phải đi báo tin tiếp đây. Rồi rồi rồi, ok, tôi hiểu đó nha, lý do vì sao đó hả mà ông lại đập cửa nhà tôi lúc gần tối như thế này rồi, bởi vì ông quá vui mừng đúng không nào? Vậy thì bây giờ đó hả, ông tiếp tục đi báo tin đi, để tôi đi tìm hiểu và điều tra thử xem là liệu đó nha, lời của ông nói có thật hay là không. Chứ các dân làng đã tìm ra cách đào xuyên qua cả đá nền để có thể hả khám phá được hư không The Void hả? Quá lạ thiệt sự luôn đó nha, mình không thể tài nào tin được. Rồi rồi rồi, ok, nếu như vậy thì đây nè, mình thấy rồi, ở đây họ có một cái hang và nó ghi là hố sâu xuyên qua đá nền Bedrock. Wait, what? Thiệt sự luôn đó hả? Mấy ông dân làng thành công rồi đó hả? Nè 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 ông dân làng ơi, thật sự đó nha, liệu đó hả có phải cái hố này chính là tự một tay các ông dân làng đào không vậy hả các ông dân làng? Quá kỳ lạ ghê và bí ẩn thiệt sự luôn đó nha. Dân làng, chào mừng cậu KSD. Hãy đến với hố sâu dẫn tới hư không này của chúng tôi nhé. Tham quan vui vẻ nè. Oh my god. Vậy là thật sự đó hả, các ông dân làng đã thành công đào được hả ta? Nhưng mà mình nhìn phía bên dưới đó nha, mình thấy toàn là dung nham không à. Và hình như ở dưới đó có một ông dân làng đang đứng bên cạnh một cái rương đồ kìa. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ mình nghĩ rằng đó nha, là mình sẽ phải xuống dưới cái hang này để mà tìm hiểu xem là liệu thật sự các ông dân làng đã đào được xuyên qua đá nền hay là không nhé. Rồi, xuống rồi nào. Trời đất ơi, đi từ từ thôi, chứ đi nhanh quá đó hả là mình sẽ bị té chết luôn á. Và đây có vẻ như đó nha, chính đó hả là trạm dừng chân đầu tiên của cái khu vực mà tham quan cái đá nền này, tham quan The Void đó. Chào ông dân làng nha. Đây là nơi mà các dân làng đào mỏ sẽ nghỉ ngơi, ăn uống và lấy thêm đồ đạc. Ồ, hóa ra là như vậy. Đây đó nha, chính là một nơi mà các ông dân làng sử dụng á hả, để có thể gọi là sao ta? Làm nơi nghỉ chân á, làm nơi nghỉ trưa đó.
Và ở đây mình thấy có cái rương đồ nè. Và bên trong rương đồ có chai nước, có nước uống. Ok. Có cả nón bảo hiểm nữa. Wow, mấy ông dân làng này đó nha, cũng tuân thủ quy tắc an toàn trong lao động phết đó chứ. Được á. Tôi nghĩ cậu cũng nên đội cái nón bảo hiểm vào đi cho chắc ăn. Rồi, ok, cảm ơn ông dân làng nhiều. Vậy thì đó nha, cho tôi đó hả, xin mượn một cái nón bảo hiểm nha. Và bây giờ, đổ vô hơi nào, let's go. Và không biết nhìn mình ra sao ta. Sợ đất ơi, nhìn mình cũng hơi tấu hề thiệt sự luôn đó nha. Rồi, ok, cảm ơn ông dân làng nhiều. Vậy thì bây giờ đó hả, để tôi tiếp tục xuống dưới. Và tôi đó hả, sẽ tham quan là liệu có thử xem các ông dân làng có thật sự đào xuyên qua được đá nền hay là không nha. Tôi sợ cậu gặp tai nạn ấy. Trời đất ơi, ông yên tâm đi, tôi đó nha là không bao giờ gặp tai nạn được đâu. Bởi vì đó hả, tôi có cực kỳ nhiều kinh nghiệm trong việc đào hang, cũng như đó hả là đi thám hiểm rồi, ông đừng có lo. Mà KSD nè, nếu cậu có xuống dưới đó thì tìm giúp chúng tôi một ông dân làng nhé. Ông ta xuống đó tham quan mà tới giờ tôi chẳng thấy ông ta lên gì cả. Vậy là bên trong cái hố sâu này có một người đi lạc sao? Thôi được, vậy thì để tôi làm việc cho. Rồi, để tôi tìm cho nha. Ok. Và chỗ này có vẻ như là mình sẽ cần phải gọi là cẩn thận một xíu nè. Bởi vì nếu như là, trời đất ơi, bảo sao chỗ này dễ té. Chỉ cần đi á hả, mà không gọi là hả, để một xíu thôi đó nha, lo xuống một cái là rớt xuống té đập đầu liền á. Chỗ này nguy hiểm ghê. Và quanh đây là dung nham. Và ôi, coi nè, khu vực này đó hả, chính là khu vực bedrock nè, đá nền nè, rất là nhiều luôn. Và ở đây có cái gì đó, đây cũng chính là hả, đây cũng chính là cái gì nè, đây cũng chính là dung nham nè. Và ở đây thì sao nhỉ, ở đây mình thấy, oh my god, ở đây thật sự đó nha, chính là khu vực The Void, hư không đây nè. Và có vẻ như đó hả là mình sẽ không thể tài nào xuống được đâu. Bởi vì nếu như mình đi xuống á, thì mình nghĩ rằng á, là mình sẽ bị té chết luôn á, thật sự là như vậy. Nhưng mà có vẻ như đó nha là cái đá nền này mình nhìn thấy nó hơi kỳ kỳ lạ. À không, nó đúng hơn đó nha, là cái khu vực The Void này nó hơi kỳ lạ. Tại sao nó không có màu đen như mình tưởng tượng ta? Mình thấy không được chắc ăn cho lắm. Và coi nè, ở đây có cái rương đồ. Là sao nhỉ? Đâu, để mình thử mở rương đồ ra coi thử coi. Và bên trong cái rương đồ này nó có một quyển sách. Quyển sách này được mang tên là Lời Nhắn nè. Đọc thử coi như thế nào nha. Đừng ai xuống đây mà dại dột nhìn xuống hư không. Tôi ám ảnh quá, thứ đó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Vĩnh biệt mọi người. Từ từ, sao mà cái lời nhắn này mình có cảm giác đó nha, nó giống y như đó hả, là một lời trăn trối cuối cùng của ông dân làng quá vậy. Vậy là có khi nào ông dân làng đó, ông ta đó nha, đã nhảy xuống, ông ta đã nhảy xuống cái chỗ hư không này rồi ông ta tự vẫn không ta? Cái gì thế hả trời? Cái gì thế trời đất ơi? Mình có nhìn lầm không nhỉ? Hình như đó hả là hồi nãy á, mình vừa thấy rằng á là tự nhiên đó nha, dưới hư không đó hả, nó chuyển sang màu đen, rồi tự nhiên ở dưới đó có nguyên một con mắt, một đôi mắt đang nhìn mình luôn á. Và đôi mắt đó rất là đáng sợ luôn. Oh my freaking gosh, mình có đang bị lừa không vậy trời? Và dựa theo những gì ở trong cái lời trăn trối này nè, là đừng ai dại dột xuống đây mà nhìn xuống hư không. Mình đã lỡ nhìn rồi, thứ đó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Hay có khi nào đó nha, bây giờ thứ đó đó hả, đó chính là đôi mắt đó không ta? Thôi, đáng sợ quá, mình sẽ không tới tài nào xuống dưới hư không được nữa. Ôi, đi lên, phải rời khỏi cái hố này ngay, phải rời khỏi cái hang này ngay. Thật sự đó nha là nó không hề an toàn tí nào cả, mấy ông dân này lừa mình rồi, trời đất ơi. Đúng là đó hả, dại dột đào xuống hư không làm cái gì, đào xuống The Void làm chi, bây giờ đó nha bị ám ảnh cùng cực luôn à, mấy cái ông dân làng này. Và thật sự đó nha là bây giờ đó hả, mình đang có một cái nguy cơ, mình đang có một cái suy nghĩ như thế này nè. Rất có thể đó nha là cái ông dân làng mà ông ta đã xuống cái hố hư không đó, ông ta tham quan đó nha, sau khi ông ta nhìn thấy đôi mắt ấy là giống như những gì đó hả ông ta đã viết trong quyển sách này, ông ta trở nên điên loạn, rồi cuối cùng đó nha, ông ta nhảy xuống hư không mà tự tử để mà nộp mạng cho cái con quái vật gió luôn á nha. Thật sự là mình nghĩ như vậy luôn á. Thôi, bây giờ hả, quan trọng nhất là mau chóng quay trở về nhà thôi, chứ cái đôi mắt đó đang là mình thấy rất là ám ảnh luôn. Và từ, mình không muốn liên quan gì tới cái hố nữa. Nè, giục luôn, mình sẽ quăng cái bảo hiểm đi luôn. Không, tôi quá sợ hãi rồi. Lần đầu tiên, trời đất ơi, trong hư không, trong The Void mà có người sao? Đôi mắt đó nha, thật sự đó hả, là không phải một con người bình thường đâu.
mà là cô quỷ ám á. Đáng sợ quá đi, thôi đi ngủ nào. Từ từ, wait, đó, lại chính là đôi mắt nó nữa. Đôi mắt đó lại một lần nữa tiếp tục xuất hiện rồi. Và lần này đó nha, là nó ám ảnh mình trong cả khi mình đang ngủ, nó ám ảnh mình trong giấc mơ của mình luôn. Vậy là sao ta? Chẳng lẽ cái thực thể bên dưới hư không đó là đang muốn nhắm tới mình hả? Cái chuyện quái gì thế này? Ôi, từ, bây giờ thì bỗng nhiên mình lại nghe thấy giống như là có tiếng ai đó mở cửa nhà của mình vậy đó. Chẳng lẽ giữa đêm tối khuya như thế này, có kẻ đã đột nhập vào ngôi nhà của mình và đang tính tấn công mình hả ta? Làm ơn, đừng là con quái vật đó nha. Và hả? Wait, what? Cái cửa nhà của mình thì vẫn còn đang đóng mà, đâu có dấu hiệu là giống như có ai đó mở cửa và đi vào nhà của mình đâu. Vậy thì rốt cuộc là cuối cùng cái tiếng mở cửa đó là đến từ đâu ra? Ơi, hãy nhìn ở phía bên tay phải của mình đi, là phía bên trái màn hình đó, thì mình thấy rằng nó như là cái cửa đi ra phía sau khu vườn nhà mình đã được mở ra rồi. Tuy nhiên mình nhớ rằng là hồi sáng mình đã đóng cửa lại rồi mà ta. Điều tra hực. Oh my god, cái gì đây? Một ông dân làng. Và cái ông dân làng này nhìn giống như đấy nha, chính là cái ông dân làng báo tin đó. Và coi nè, đôi mắt của ông ta chảy máu, giống như đó hả, là đôi mắt của ông ấy bị khoét đi hết rồi đó. Ông ta bị móc mắt. Mà rốt cuộc là cuối cùng ông ta còn giật nữa. Nhưng mà thật sự đó nha, là ông ta đã nhìn thấy cái gì mà ông ta lại bị móc mắt vậy hả? Rồi còn chưa kể nữa, làm thế nào mà ông ta có thể mở cửa và đột nhập vào khu vườn phía sau ngôi nhà của mình để mà có thể nằm chết ở nhà của mình cơ chứ? Và đây có khi nào đó nha, sẽ chính là kết quả và hậu quả của bất cứ kẻ nào mà dám nhìn trộm xuống hư không, nhìn trộm xuống The Void không nhỉ? Thôi, được rồi, bây giờ nếu như muốn biết đó nha, là mình sẽ cần phải mau chóng quay trở lại cái vị trí của cái hố hư không đó để mình tìm hiểu về vấn đề này. Hy vọng rằng là cái hố hư không vẫn còn ở đấy. Và làm ơn, những ông dân làng đã đứng gác ở chỗ đó, làm ơn đừng bị gì nha, tôi xin mấy ông dân làng luôn. Quá trễ rồi, ngay cả cái ông dân làng này ông ta cũng bị. Ôi, cái ông dân làng này chính là cái ông dân làng mà hồi nãy đã hướng dẫn mình xuống dưới cái hang này đó, xuống dưới cái hố này nè. Và ông ta cũng bị móc mắt y như cái ông dân làng báo tin luôn. Vậy thì nếu như bây giờ mình xuống đây mình nhìn thử coi. Ôi trời đất ơi, cái ông dân làng ngay tại chỗ chạm nghỉ chân cũng bị y chang luôn kìa. Thôi, được rồi. Bây giờ nếu như đó hả, mình muốn biết hết tất cả mọi chuyện, mọi bí mật về cái hố hư không, về cái hố The Void này, thì mình nghĩ rằng là một lần nữa đó nha, mình sẽ phải xuống dưới cái hố này thêm một lần nữa. Rồi, xuống dưới thôi nào, để mình có thể điều tra. Ôi trời đất ơi, vậy hóa ra đó nha, đây sẽ chính là kết cục của bất cứ kẻ nào mà dám đào xuống hư không, dám đào xuống The Void trong thế giới Minecraft sao? Một bí ẩn mà Mojang đã luôn luôn chéo cho chúng ta, mà chúng ta không thể tài nào hiểu rõ được. Rồi xuống dưới cái hố này lại thôi nào, mình thật sự đó nha, lần này mình muốn nhìn kỹ xem là bên dưới cái The Void đó, rốt cuộc đó hả là có ai? Hả? Ủa? Từ, cái gì thế này hả? Ủa? The Void bị bích lại rồi. Rõ ràng là hồi chiều khi mình xuống cái hố hư không mình đấy nha, là vẫn còn cái lỗ này mà ta. Vậy tại sao bây giờ nó bị bích lại? Hay là có khi nào cái thực thể bên dưới The Void đã có thể đột nhập vào bên trong ngôi làng của mình, rồi sau đó đó nha, là hắn ta đã lắp cái hố này lại để mà không ai có thể đẩy hắn ta quay trở về lại The Void nữa hả? Oh my god. Thôi, bây giờ đó hả, cách tốt nhất là rời khỏi đây, rời khỏi cái hố này. Mình nghĩ rằng đó hả, mình mà còn ở bên trong cái hố này đó nha, thì chắc chắn đó hả, là sẽ có chuyện không hay xảy ra với mình. Mình rất có thể là sẽ gặp luôn cái chuyện kinh dị giống y như những ông dân làng đó nha, mà nãy giờ mình thấy đó, những xác chết dân làng này nè. Mau chóng rời khỏi cái hố này thôi, thật sự là bây giờ đó nha, cái thế giới Minecraft này quá là tàn nhẫn rồi. The Void, hư không là một nơi mà không ai nên đặt chân tới và không ai hả nên tìm hiểu về nó. Nó quá đáng sợ. Ơi, chạy lẹ thôi. Cái gì đây? What? Cái gì vậy? Rơi xuống The Void.
KS đã bị giết bởi The Void.es. Hả? Cái gì thế? Hắn ta từ đâu vậy? Bà màn hình mình tối thui à? Hình như là mình bị hắn ta móc mắt rồi. Ôi không. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về việc lý do vì sao mà đôi khi mình nghĩ rằng các bạn không nên khám phá The Void, hư không, hay còn được gọi là khu vực nằm ở phía dưới Bedrock. Và đừng ai, mình xin nhắc lại, đừng ai cố gắng tìm cách mà đào xuyên qua cả Bedrock, bởi vì rất có thể bên dưới Bedrock đang ẩn chứa những sinh vật kinh dị, những thực thể mà không ai có thể lý giải được đang chực chờ để mà được lên mặt đất. Và vô tình các bạn có thể chính là những tên, chính là những người đã giải thoát cho bọn chúng đấy. Hãy cẩn thận nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ.